bạn đang sở hữu doanh nghiệp và bạn cần logo. Hơn thế nữa, bạn cần một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp, hãy để chúng tôi giúp bạn. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những logo đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Bạn có thương hiệu, còn chúng tôi có bệ phóng hoàn hảo. Mebo, bệ phóng cho doanh nghiệp. Trong 2 năm, các thương vụ M&A liên quan đến Vingroup đạt giá trị 2,4 tỷ đô la Mỹ. Theo nhóm nghiên cứu diễn đàn M&A Việt Nam MAF, giá trị các thương vụ liên quan đến Vingroup, Host VIC ở vai trò bên mua và bên bán là 2,41 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 26% tổng giá trị M&A trong 2 năm từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 7 năm 2019. Thương vụ lớn nhất được kể đến là SK Group, chi 1 tỷ đô la Mỹ, khoảng 23.000 tỷ đồng, mua 6% vốn Vingroup. Cũng liên quan tới tập đoàn này, Hanwha còn chi 400 triệu đô la Mỹ, khoảng 9.200 tỷ đồng, mua 6% vốn điều lệ. Ở chiều ngược lại, Vingroup đi mua 65% vốn công ty Viễn thông A với giá trị 82 triệu đô la Mỹ, khoảng 1.900 tỷ đồng. Dữ liệu từ MAF cũng cho thấy, giai đoạn 2018-2019, ngành bất động sản xây dựng chứng kiến 5 thương vụ mua bán sáp nhập M&A đáng chú ý. Về các thương vụ đầu tư phát hành riêng lẻ, đầu tiên phải kể đến việc Thaco chi 305 triệu đô la Mỹ, hơn 7.000 tỷ đồng, mua 35% cổ phần công ty Hoàng Anh Gia Lai Agrico Host HNG, trong đó có việc phát triển giai đoạn 2 dự án phức hợp Myanmar Center. Kế đến, nhóm quỹ đầu tư mua 10% vốn của Sơn Kim Len, tương ứng 121 triệu đô la Mỹ, khoảng 2.783 tỷ đồng. Một thương vụ khác là tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam Glex chi 64 triệu đô la Mỹ, khoảng 1.472 tỷ đồng, mua 25% cổ phần VGC của tổng công ty Viglacera. Đối với các thương vụ thâu tóm mua lại, thị trường ghi nhận An Quý Hưng chi 320 triệu đô la Mỹ, khoảng 7.360 tỷ đồng, mua 57,71% vốn Vinaconex. Đây được coi là thương vụ lớn nhất trong diện nhà nước thoái vốn trong giai đoạn này. Tập đoàn BRG còn mua 100% vốn công ty sở hữu khách sạn Intercontinental Hà Nội Westlake. Giá trị thương vụ vào khoảng 53 triệu đô la Mỹ, khoảng 1.220 tỷ đồng. Ngoài các thương vụ trong ngành bất động sản, nhiều giao dịch M&A trong giai đoạn này còn diễn ra ở ngành bán lẻ, hàng tiêu dùng, thủy sản, công nghệ. Theo Khổng Chiêm, từ cafef.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio a@gmail.com, số điện thoại 0964002593.